Thế giới phẫn nộ, nói thẳng thế này khi Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam, cả cộng đồng mạng lên án. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Thông Thái. Các bạn thân mến, đã không ít lần Trung Quốc ngang nhiên tấn công, cướp bóc tàu cá của ngư dân Việt Nam ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế. Mới đây, vụ tấn công tàu cá Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa bởi các tàu Trung Quốc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng trong nước lẫn quốc tế. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi những hành động hung hăng, ngang nhiên của Trung Quốc nhằm khẳng định quyền kiểm soát trái phép đối với vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế và các công ước về biển. Hai tàu cá Việt Nam QNG-95739TS và QNG-90659TS đã trở thành nạn nhân của sự bạo lực không kiềm chế từ phía Trung Quốc. Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã sôi sục lên án, quốc tế bắt đầu phản đối Trung Quốc. Nhưng liệu những phản ứng ấy có đủ mạnh để ngăn chặn một cường quốc đang ngày càng bành trướng? Hãy cùng Bảo Thông Thái tìm hiểu vấn đề này trong video ngày hôm nay. Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 29 tháng 9 khi một trong hai tàu cá Việt Nam phát hiện tàu sắt của Trung Quốc mang số hiệu 301 di chuyển với tốc độ cao, tiến nhanh về phía họ tại vùng biển cách đảo Chim Yến khoảng 15 hải lý. Trong một nỗ lực thoát thân, thuyền trưởng đã điều khiển tàu lách đi, cố gắng né tránh sự truy đuổi. Tuy nhiên, tàu Trung Quốc không hề dừng lại mà tiếp tục gọi thêm tàu 101 phối hợp, đồng thời thả cano bao vây tàu cá Việt Nam từ hai bên. Sau gần 3 giờ truy đuổi căng thẳng, các tàu Trung Quốc thành công áp sát và khống chế tàu cá Việt Nam. Khoảng 40 người từ tàu sắt Trung Quốc tràn lên, ngay lập tức tấn công thuyền viên Việt Nam một cách tàn bạo. Những người trên tàu Trung Quốc không chỉ dùng gậy sắt tấn công thuyền viên mà còn đập phá cabin, gây hư hại nặng nề cho tàu cá. Một thuyền viên bị gãy tay và chân do bị đánh liên tục bằng gậy sắt, trong khi thuyền trưởng của tàu cá bị tấn công đến mức bất tỉnh. Những hành động bạo lực này diễn ra trong bối cảnh ngư dân Việt Nam đang đánh bắt hải sản hoàn toàn hợp pháp trong khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng bị tàu Trung Quốc đánh đuổi một cách vô cớ. Các thuyền viên không có cách nào khác phản kháng trước sự hung hãn của lực lượng tàu Trung Quốc khi họ bị áp đảo cả về số lượng lẫn vũ khí. Sau khi gây thương tích nặng cho thuyền trưởng và các thuyền viên, nhóm tấn công từ phía Trung Quốc liên tục phá hỏng trang thiết bị của tàu cá Việt Nam, khiến con tàu gần như không thể tiếp tục hành trình. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện những hành vi bạo lực đối với ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa. Vùng biển này thuộc chủ quyền của Việt Nam đã trở thành nơi đối đầu căng thẳng khi Trung Quốc nhiều lần sử dụng vũ lực để chiếm đoạt và kiểm soát bất hợp pháp. Những cuộc tấn công vào ngư dân Việt Nam vốn chỉ đang thực hiện công việc mưu sinh hàng ngày là minh chứng rõ ràng cho tham vọng bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Bất chấp sự phản đối từ quốc tế và các cơ chế pháp lý, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động leo thang, coi thường quyền chủ quyền của Việt Nam và an toàn của ngư dân Việt. Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên các ngư dân này đối mặt với cảnh bạo lực từ tàu Trung Quốc. Thuyền trưởng Biên và anh Thương đều có những ký ức kinh hoàng từ những lần va chạm trước đó. Năm 2009, họ đã bị bắt và bị nhốt 12 ngày trên đảo Hải Nam, phải trả giá chuộc để được trở về. Còn lần này, dường như Trung Quốc không chỉ đơn thuần bắt giữ, mà là một sự leo thang bạo lực đáng lo ngại. Các vụ tấn công không còn chỉ là ngăn cản hoạt động đánh bắt, mà đã chuyển sang hẳn các hành động bạo lực nhằm đe dọa tinh thần và mạng sống của ngư dân. Những câu chuyện đau lòng từ ngư trường Hoàng Sa không còn xa lạ với ngư dân Việt Nam, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến người nghe không khỏi bàng hoàng. Dù đã quá quen với việc bị tàu Trung Quốc đe dọa bắt nạt hay tịch thu ngư cụ, nhưng mức độ bạo lực trong những năm gần đây đã khiến nỗi sợ hãi của ngư dân ngày càng gia tăng. Không chỉ đơn thuần là truy đuổi hay cản trở đánh bắt, mà còn là những hành động tàn nhẫn, dồn ép ngư dân tới bước đường cùng, làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Vụ tấn công này chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn của sự căng thẳng đang gia tăng trong khu vực, khi ngư dân Việt Nam không chỉ đối mặt với nguy cơ mất nguồn sống, mà còn phải đối diện với sự đe dọa đến tính mạng. Câu hỏi được đặt ra là liệu cộng đồng quốc tế có thể làm gì để ngăn chặn những hành vi ngang ngược này? Nhưng sự việc thế này đang gây áp lực lên các tổ chức quốc tế và cộng đồng mạng quốc tế, buộc họ phải có những phản ứng mạnh mẽ hơn đối với các hành động leo thang của Trung Quốc trong khu vực. Trước sự việc này, cộng đồng mạng quốc tế đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích và phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc trong vụ việc tấn công tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa. Sự kiện này không chỉ là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam mà còn trà đạp lên các quy định của luật pháp quốc tế. Hành vi ngang ngược này của Trung Quốc có thể được tóm gọn thành 3 điểm vi phạm chủ yếu.
Thứ nhất, Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam đã thực hiện chiếm hữu thực sự quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ ít nhất thế kỷ 17, theo đúng quy định của luật quốc tế. Điều này được minh chứng rõ ràng qua Hiến chương Liên Hợp Quốc, nơi cấm việc sử dụng vũ lực để chiếm đoạt lãnh thổ của các quốc gia khác. Việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm Hoàng Sa từ hơn 50 năm trước không làm mất đi quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên vùng đất này. Việt Nam không ngừng khẳng định chủ quyền chính đáng và kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình thay vì bằng những hành động xâm phạm và bạo lực. Thứ hai, Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, điều 301 của UNCLOS quy định rằng các quốc gia thành viên không được sử dụng vũ lực hay đe dọa trong việc thực thi quyền lợi và nghĩa vụ của mình trên biển. Hành động tấn công ngư dân Việt Nam trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam không chỉ vi phạm UNCLOS mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền con người, điều đã được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế. Ngư dân Việt Nam không khi hoạt động đánh bắt hợp pháp đã bị đối xử thô bạo, bị tịch thu ngư cụ và bị tấn công một cách tàn nhẫn, bất chấp các quy định quốc tế bảo vệ ngư dân. Thứ ba, cách hành xử thô bạo của Trung Quốc đã đi ngược lại với tinh thần hợp tác, kiểm soát tranh chấp mà hai nước Việt Nam, Trung Quốc đã thống nhất ở cấp lãnh đạo cao nhất. Trước đây, hai nước đã cam kết thông qua đối thoại để kiểm soát và giảm thiểu các tranh chấp trên biển, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Tuy nhiên, những hành động leo thang bạo lực của Trung Quốc đã làm phức tạp thêm tình hình, đẩy căng thẳng lên một mức độ mới, phá vỡ những nỗ lực xây dựng quy tắc ứng xử chung COC trên Biển Đông. Sự việc này không chỉ khiến dư luận quốc tế bất bình mà còn làm gia tăng sự lo ngại về nguy cơ xung đột trong khu vực. Cộng đồng mạng quốc tế đã chỉ ra rằng nếu không có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn, những hành vi tương tự từ Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang, đe dọa hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Các nước trên thế giới cùng với Việt Nam kêu gọi Trung Quốc tuân thủ đúng luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các quốc gia khác trong khu vực. Cộng đồng mạng quốc tế đã không giấu nổi sự phẫn nộ và bất bình trước hành động của Trung Quốc. Trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, người dùng từ nhiều quốc gia lên tiếng chỉ trích sự leo thang bạo lực của Trung Quốc, cho rằng hành động này không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế mà còn đe dọa an ninh khu vực. Nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm với ngư dân Việt Nam, lên án mạnh mẽ những việc mà Trung Quốc sử dụng vũ lực đối với người lao động lương thiện đang thực hiện công việc đánh bắt hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Nước Anh kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển, để đảm bảo hòa bình, ổn định và an toàn tại khu vực Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ viết trên trang cá nhân X rằng Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc khi hay nghe tin hành động nguy hiểm của lực lượng tuần biển Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hoạt động nguy hiểm và làm mất ổn định tại Biển Đông. Ông Andrew, đại sứ Australia tại Việt Nam, viết trên trang X ngày 4 tháng 10 như sau. Ông vô cùng quan ngại khi biết được lực lượng tuần biển của Trung Quốc đã làm bị thương nhiều ngư dân Việt Nam. Không ít những người dùng quốc tế cho rằng Trung Quốc đang thể hiện thái độ độc đoán với những hành động tàn bạo trong tranh chấp Biển Đông, bất chấp các thỏa thuận và cam kết quốc tế. Một số ý kiến từ cộng đồng ASEAN cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu không có sự can thiệp quyết liệt từ cộng đồng quốc tế, tình hình sẽ tiếp tục leo thang, dẫn đến xung đột nghiêm trọng hơn. Các bài đăng trên Twitter, Facebook và Weibo đã lan truyền mạnh mẽ với những lời kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động gây hấn và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam cùng các quốc gia khác trong khu vực. Bạn nghĩ Việt Nam nên hành động ra sao trước tình hình ngày càng căng thẳng ở Biển Đông? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh của Bảo Thông Thái và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Bảo Thông Thái.